không ạ? À? Dạ. Đi sao mà đi lên, đi lên nguyên nguyên xã luôn. Đâu hẹn đâu. Nguyên ấp luôn. Anh đâu kiến nè, anh nói riêng nói vợ phải không? Anh đâu kiến đi riêng đó. Anh bây giờ lấy chiếc nào? 6 hay 7? Ê 6 hay là bỏ bánh bỏ bông không? Bỏ bánh bỏ bông lại là tính anh 7,5 triệu. Bảo hành trên phục vụ miễn phí. Bỏ bánh bỏ bông là còn cái máy đó hả? Dạ còn cái máy. Bỏ cái máy luôn. Dạ. Ông có bỏ mà anh chịu thêm 10 mấy triệu nữa. Dạ đúng rồi. Cái máy là mấy triệu mà. 7,5 triệu. Dạ. Cái máy không 10 mấy triệu rồi sao dính vô được. Từ từ vòng đây à, không đi đâu đâu, vòng đây cũng chạy đấy à, chạy lộn đường qua bên kia chút xíu thôi, xuống đường xuống Cà Mau chắc lộn đường chút quay lại à. Dạ. Dạ bên Nhật nó về gì đó vậy? Toàn bên Nhật về không đó. Nhưng công lê nó về gì? Máy mới tin luôn mà. Vậy hôm nay xã mình giàu rồi. Cái nào anh? Cái đó 9 triệu anh. Ô cao hả? Ô cao nằm Sài Gòn rồi. Anh mua chạy gì vậy? Sói gì vậy? Ở trên đất đâu nhỏ được. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây nè, bên đây nè anh, qua đây nè. Dạ dạ. Cà 7 cà 8 mai về anh, chút giờ tới rồi. Anh coi giá đi được rồi, mai ra chở thôi. Anh có lấy thùng không? Anh đã có lấy thùng không anh? Hả? Xài gì đó anh? Dạ. Mấy mới hay là mấy cái đĩa anh? Dạ. Dạ dạ, đợi lại chung đi. Có lửa vàng nào cho bác đi con.
dưới đó lên mua nhiều lắm. Đi ra sao rồi? Đường xa quá mà. À, 10 bán cho bác 13 năm. Bô lùng 13-8. Dạ, cái bô thôi loại bô lùng mắc hơn tí. Dạ. Mình ở Hậu Giang ở xã nào vậy bác? Xã Chi Thanh. Huyện gì? Huyện Gia Thủy, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Em chạy kia có điện lên đây nè. Vậy hả? Ừ. Chắc điện gặp em ở giám đốc đó, nó làm á.